Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Chương 3237, Lôi Điện Pháp Vương 1. Vương Tự Cường nhìn qua hắn, đột nhiên cười lên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là bệnh viện chúng ta, một cái người bệnh. Ngươi có chứng vọng tưởng, luôn luôn đem chúng ta tưởng tượng thành những người khác, đem nơi này tưởng tượng thành thế giới trò chơi. Diệp Tiểu Mộc im lặng, làm sao cùng hắn giải thích đều không có. Cuối cùng cũng là minh bạch, hắn kỳ thật chính là chỗ này, một cái NPC. Nhưng là đột nhiên Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến một chuyện bất khả tư nghị. Vương Tự Cường vừa mới chết không có mấy ngày mà trò chơi này đã không biết tồn tại bao lâu. Tại sao phải xuất hiện một cái cùng Vương Tự Cường giống nhau như đúc NPC mà lại quen mình? Vương Tự Cường nói chuyện có chớp mắt nó thói quen, nhất là nhìn xem ánh mắt của người khác lúc nói chuyện, ánh mắt của mình sẽ càng không ngừng nháy. Trước mặt mình, Vương Tự Cường này nói chuyện cũng có thói quen như vậy. Một người vừa mới chết người làm sao sẽ xuất hiện tại một cái trước đó liền tồn tại trong trò chơi đâu? Thoáng qua ở giữa, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến hai loại khả năng. Đệ nhất chính là trò chơi này đại khái là có ít theo ghi chép công năng. Vương Tự Cường sau khi chết hẳn ở trong game một chút biểu hiện sẽ bị ghi chép lại, sau đó bị bên sản xuất rút ra, tạo ra được một cái trò chơi mô hình, sau đó dùng miếng vá túi phương thức đưa lên đến trong trò chơi. Lượng công việc này không lớn, mấy ngày đại khái liền có thể giải quyết. Làm như thế động cơ, có lẽ bọn hắn vì gia tăng trò chơi chân thực cảm giác, hoặc là cố ý thỏa mãn một loại nào đó biến thái dục vọng. Nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc nhớ lại một cái trên đường đi gặp phải những cái kia NPC, bọn hắn rất có thể đều là trước đó chết tại cái trò chơi này bên trong người. Còn có một loại khả năng chính là trò chơi này đọc đến sóng não của chính mình, đợt bằng vào trí nhớ của mình ở chỗ này đã sáng tạo ra Vương Tự Cường hình tượng. Vậy thì có chút huyền, bất quá loại này hoàn toàn đầu nhập đi vào xuyên việt bình thường trò chơi thể nghiệm vốn là rất khó mà tưởng tượng nổi. Chí ít Diệp Tiểu Mộc chưa từng có loại này kỳ diệu trò chơi cảm giác. Ngươi không phải cùng Thôi Chấn cùng một chỗ chạy sao? Ngươi tại sao lại trở về? Đi mau, cùng chúng ta đi gặp viện trưởng. Vương Tự Cường đi lên bắt Diệp Tiểu Mộc cánh tay. Diệp Tiểu Mộc cảnh giác mà đem hắn đẩy ra. Vương Tự Cường sửng sốt một chút, thấm thía nói ra: ngươi chỉ là chứng vọng tưởng, chích uống thuốc liền tốt, hoàn toàn có thể trị tốt. Ngươi cùng Thôi Chấn không giống nhau, hắn có trong bọc khuynh hướng. Hành động lần này ta cũng biết ngươi đều chính là hắn giết. Ngươi chỉ là cái tòng phạm, ta đã cùng bệnh viện xin qua, chỉ cần ngươi phối hợp trị liệu, bệnh viện là sẽ không truy cứu chuyện này. Vương Tự Cường vừa nói, một bên hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi lui lại,
từ trong túi quần đem cây gậy rút ra. Thông qua mấy cái buổi tối ác chiến, hắn sớm liền hiểu đây là một cái chạy trốn trò chơi. Nhân vật không có gì kỹ năng đặc thù, chính là người bình thường. Hắn ngay từ đầu liền cầm lấy thôi chấn cho mình cây đao kia làm vũ khí. Về sau cây đao kia bị cùng một cái cương thi đánh nhau thời điểm chặt quyển miệng. Thế là hắn tìm cái này cây gỗ. Trò chơi này tài nguyên ít đến thương cảm. Diệp Tiểu Mộc trên đường đi đều dẫn theo căn này, miễn cưỡng có thể phòng thân cây gỗ. Uy Tiểu Mộc, ngươi không cần phải sợ, ta là tới giúp ngươi. Ngươi gọi ta là cái gì? Tiểu Mộc à? Diệp Tiểu Mộc, đây không phải tên của ngươi sao? Hắn thế mà còn biết mình danh tự. Diệp Tiểu Mộc triệt để ngây dại. Đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được cái trò chơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trước mắt những người này đều không phải là NPC mà là quỷ hồn. Trước đó chính mình không phải dùng sư hồn thuật không có tìm được Vương Tự Cường hồn phách sao? Hắn là đi tới trong trò chơi, đột nhiên cánh tay tê rần là Vương Tự Cường, thừa dịp hắn miên man bất định lúc, đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn, tại trên cánh tay hắn buộc một châm. Đáng sợ, đây là châm gây tê, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vương Tự Cường cười với hắn lấy. Diệp Tiểu Mộc ánh mắt một chút xíu bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh, ý thức một chút xíu khôi phục. Hắn ý đồ ngồi xuống, nhưng toàn thân không thể động đậy. Cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới chụp đầy dây da, bị trói tại một tấm trên giường bệnh. Mà chính mình vị trí là một gian hẹp dài phòng nhỏ, bên người đứng thẳng một đài rất kỳ quái máy móc. Nhìn thấy nó, Diệp Tiểu Mộc trước tiên nghĩ đến trong tiệm cắt tóc loại kia ly tử năng thiết bị, một cái hình khuyên máy móc ngã vào trên đầu mình. Phương Diệp Tiểu Mộc lập tức có chút sợ. Mặc dù đây là trò chơi, nhưng trước đó kinh nghiệm kia cho hắn biết mình tại nơi này mặc kệ gặp được cái gì, trên nhục thể cảm giác đều cùng thế giới chân thật một dạng. Đau bắt đầu là thật đau. Vạn nhất bọn hắn muốn cho tự mình làm giải phẫu cái gì, vậy nhưng làm sao xử lý? Hết lần này tới lần khác, nơi này không phải tốn kiểm kê, mình bây giờ chính là muốn lui ra ngoài đều làm không được. Hắn tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm cơ hội chạy thoát, nhưng là toàn thân trên dưới bị trói quá chặt chẽ, động một cái đều khó khăn. Hắn chính là vội vã, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, Vương Tự Cường đi đến. Lúc này, hắn đã mặc vào áo khoác trắng, xong chính mình cười cười. Tiếp lấy đi theo phía sau hắn tiến đến là một cái chừng 50 tuổi nam nhân, dáng dấp rất xấu, bất quá vẫn rất nhã nhặn, cười mị mị, mang theo một bộ kính mắt,
bất quá cho người cảm giác rất âm hiểm, cũng rất hèn mọn. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua gia hỏa này. Đây là chúng ta, Dương viện trưởng, chúng ta viện trưởng đại nhân lần này tự mình đến trị liệu cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc, ngươi cần phải phối hợp một chút. Dương viện trưởng đi đến Diệp Tiểu Mộc bên người, rời cái ghế tọa hạ, cười hè hè nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, để Diệp Tiểu Mộc cảm giác trong lòng không chắc, cố gắng nói ra, ta không có bệnh. Dương viện trưởng cười nói, biết tại sao mình đi vào sao? Không biết, bởi vì ngươi có nghiện nét, đây chính là bệnh, không có bệnh tại sao lại tới nơi này đâu? Nghiện nét, cái này, cái nào, cùng cái nào a? Diệp Tiểu Mộc nghi ngờ nhìn qua hắn, một đoạn ký ức bỗng nhiên nhảy đi lên. Đó là một cái trên mạng nhìn thấy phim tài liệu ghi chép là vài chục năm trước, trong đó một sự kiện khi đó mạng lưới vừa mới cao hứng không lâu, bởi vì rất nhiều người trẻ tuổi đối trên internet nghiện, thế là toàn bộ xã hội đều tại lên án lên mạng không tốt cái gì, thậm chí có người hô lên nghiện nét là bệnh khẩu hiệu. Mặc dù theo internet phổ cập, mọi người đối với lên mạng chuyện này chính xác nhận biết, game online cũng đã nhận được giám thị, rốt cuộc trở thành người trong nước, trong sinh hoạt một bộ phận. Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không có cách nào tưởng tượng khi đó một chút quan điểm sẽ cảm thấy rất hoang đường, sẽ lấy ra chửi bậy. Nhưng ở lúc ấy, toàn bộ xã hội chính là như thế. Có rất nhiều người tại thời đại kia làm lên trị liệu nghiện nét làm ăn, bọn nhỏ đương nhiên sẽ không chủ động đi, đều là trong nhà báo danh, đem hài tử trói quá khứ. Bất quá với nghiện nét, trường học đối những hài tử này cũng không có cái gì gọi là trị liệu thủ đoạn, đơn giản chính là giam giữ cùng thể phạt. Một lần còn náo ra qua không ít xã hội tin tức, trong đó nổi danh nhất chính là cái kia gọi Dương Vĩnh Tín tại Sơn Đông nơi nào đó xây dựng nghiện nét trường học. Công xin chào mọi người, chào đón mọi người đến với kênh của Khắc Công. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3236, Lôi Điện Pháp Vương Nhị. Trong đó nổi danh nhất chính là cái kia gọi Dương Vĩnh Tín tại Sơn Đông nơi nào đó xây dựng nghiện nét trường học, nó trị liệu thủ đoạn còn trải qua AV đài, có chính thức hỗ trợ mở rộng làm ăn đương nhiên tốt, nhưng trên thực tế hắn trị liệu những này bị bệnh hài tử chủ yếu chính là dựa vào giật điện, cho nên mới vừa đi vào còn có không phục tùng quản lý, dùng điện tử trị liệu dụng cụ giật điện một cái liền trung thực rồi. Cái này một tàn nhẫn hành vi cho vô số hài tử thể xác tinh thần tạo thành nghiêm trọng tổn hại, nhưng bởi vì lợi ích quan hệ có nơi đó chính thức bảo hộ, dù là giết chết không ít người, trường học vẫn như cũ náo nhiệt mở ra. Trên mạng rất nhiều truyền thông cho hấp thụ ánh sáng hắn việc ác,
cũng là vô dụng. Thẳng đến năm 2020 năm, Dương Vĩnh Tín bị một cái tại hắn trường học nhận qua tàn nhẫn ngược đãi thiếu niên ám sát, dùng tảng đá ném đầu đều đập vỡ. Hắn việc ác lúc này mới kết thúc. Đúng vậy, Dương Vĩnh Tín nhìn thấy gia hỏa này đặc biệt hèn mọn tướng mạo, lại nhìn thấy cái này thiết bị, còn có hắn dòng họ, để Diệp Tiểu Mộc lập tức liên tưởng đến nhìn qua cái kia tin tức, kêu lên: Dương Vĩnh Tín, ngươi là Dương Vĩnh Tín? Dương viện trưởng cười nói: Hài tử, ngươi cuối cùng nhớ tới ta rồi. Nhớ tới ta, tới rồi sao? Quả nhiên là tên điểu nhân này. Diệp Tiểu Mộc rằng co, lớn tiếng nói: Ta không có nghiện nét, không muốn giật điện ta. Giật điện một cái liền tốt, có bệnh liền phải trị. Dương Vĩnh Tín để Vương Tự Cường giúp ấn lấy Diệp Tiểu Mộc, sau đó đem dụng cụ hai cái thiếp phiến phân biệt dán tại hắn hai bên trên huyệt thái dương, sau đó chạy dụng cụ. Diệp Tiểu Mộc toàn thân co rút, nước mắt lập tức liền bão tố đi ra. Cũng không phải muốn khóc, mà là bản năng phản ứng. Loại thống khổ này không có thử qua người là căn bản không cách nào tưởng tượng. Sau đó điện giật một mực kéo dài, không nói khoa trương chút nào, Diệp Tiểu Mộc từ nhỏ đến lớn chưa từng có khó thụ như vậy. Qua thật sự là muốn hỏng mất. Nhưng kéo dài điện giật lại không ngừng tỉnh lại ý thức của hắn, để hắn muốn ngất đi đều làm không được. Nếu như không phải ở giữa bên ngoài đi ra tiếng gọi ầm ĩ, hung hăng gọi Dương Vĩnh Tín ra ngoài, Diệp Tiểu Mộc hoài nghi mình sẽ bị điện giật chết trên giường. Hài tử, còn lên mạng sao? Dương Vĩnh Tín tắt đi thiết bị, từ ái nói với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc liều mạng lắc đầu. Dương Vĩnh Tín rất hài lòng, lúc này mới nhanh đi ra ngoài. Đi theo bên ngoài cái kia gọi thanh âm của hắn cùng đi xa. Ngươi cảm giác thế nào? Vương Tự Cường hỏi hắn. Diệp Tiểu Mộc nằm toàn thân trên dưới còn không tự chủ được co quắp, nhưng vì có thể rời đi nơi này, hắn hay là dùng sức nhẹ gật đầu. Vương Tự Cường rất hài lòng cho Diệp Tiểu Mộc giải khai dây da, vừa nói: Đây cũng là không có cách, chỉ có trải qua chữa bệnh bằng điện, viện trưởng mới có thể lại lần nữa tín nhiệm ngươi. Cởi ra dây nịt, Diệp Tiểu Mộc dãy giụa, lấy lăn đến trên mặt đất đi. Chủ yếu là lúc này toàn thân tê liệt, còn không có khí lực đứng lên. Nhưng hắn lại bản năng không muốn lại nằm tại trên giường bệnh, ngồi trên mặt đất nằm một hồi. Hắn cuối cùng khôi phục một chút khí lực, đứng lên, xông Vương Tự Cường nói ra: Chính ngươi tiếp thụ qua chữa bệnh bằng điện không có? Vương Tự Cường cười nói: Chỉ có bệnh nhân mới có thể tiếp nhận chữa bệnh bằng điện. Dạng này à? Diệp Tiểu Mộc đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên cầm lên một con ghế. Đối với
đầu của hắn đập xuống. Chính mình ở trong game, tố chất thân thể rất là không tệ. Vương Tự Cường cái này nhỏ gầy không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là hắn có đầy ngập lửa giận, xuất thủ liền không lưu tình, mấy lần đem Vương Tự Cường nện té xuống đất bên trên, động cũng không thể động, sau đó đem hắn kéo tới trên giường bệnh cột chắc. Cái này cái gì chữa bệnh bằng điện dụng cụ, điều khiển rất đơn giản. Trước đó Dương Vĩnh Tín thao tác thời điểm, Diệp Tiểu Mộc đều thấy được, thế là khởi động chữa bệnh bằng điện dụng cụ. Đối với Vương Tự Cường, điện giật bắt đầu. Bởi vì trên miệng cũng có dây da chặn lấy, Vương Tự Cường muốn gọi đều kêu không được, khuôn mặt chợt bỏ đừng. Thảo ngươi mẹ, lão tử điện giật chết ngươi à. Mãnh liệt phẫn nộ, để Diệp Tiểu Mộc không cẩn thận bão tố thô tục, hung hăng điện giật chừng 10 phút đồng hồ. Nội tâm cái này một hơi thở mới đi ra hơn phân nửa. Không còn giật điện hắn nhưng cũng không có thả hắn hạ xuống. Chính mình đi qua đem cửa mở ra, bên ngoài là một đạo hành lang, lúc này không ai. Diệp Tiểu Mộc lặng lẽ đi qua, hắn cũng không biết muốn đi đâu, chỉ là nhớ kỹ Thôi Trấn đã nói với hắn lời nói. Tại lầu 1 trong nhà vệ sinh cất giấu có quan hệ Dương Vĩnh Tín phạm pháp chứng cứ. Lúc đầu không phải là sinh hóa nguy cơ sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành trị liệu nghiện nét? Diệp Tiểu Mộc cảm thấy trò chơi này khoảng cách cũng quá lớn, có chút con lừa, đầu không đúng ngựa miệng. Diệp Tiểu Mộc chính mình cũng có chút không hiểu rõ. Bất quá nếu chơi đến một bước này cũng chỉ có thể tiếp tục chơi rồi. Mà lại Diệp Tiểu Mộc hiện tại thậm chí đã quên đi trò chơi tiến trình. Hắn hiện tại có một cái chấp niệm, chính là muốn đem Dương Vĩnh Tín này bắt được, đưa đến chữa bệnh bằng điện thất đi, tự mình giật điện hắn một thanh. Mặc dù đây là trò chơi, Dương Vĩnh Tín cũng không phải thật Dương Vĩnh Tín, nhưng trước đó bị điện giật kích loại đau khổ này, để Diệp Tiểu Mộc thực sự khống chế không nổi ý nghĩ này. Cho dù là ở trong game thoải mái một cái cũng tốt à. Hắn đi tới lầu 1, xuyên thấu qua cửa sổ kính, nhìn ra bên ngoài phát sinh thảm liệt một màn. Có mấy con cương thi vọt vào trường học, một đám quần áo khoác trắng bác sĩ đang liều mạng chống cự. Giống như tất cả mọi người đi ra, trong lầu ngược lại rất an tĩnh. Diệp Tiểu Mộc hướng phía trước tìm kiếm nhà vệ sinh. Lầu 1 chỉ có một cái nhà vệ sinh. Hắn đi vào tìm kiếm Thôi Trấn nói cái kia gian phòng. Kết quả thật đúng là tìm được. Đưa tay tại lỗ rách trên trần nhà sờ tới sờ lui, lại cái gì cũng không tìm được. Không buông tha, hắn tại phụ cận tìm kiếm. Lúc này mới nhìn thấy tại phụ cận hai khối trục tấm, ở giữa kẹp một trang giấy. Lấy xuống sau đó gặp trên đó viết một nhóm tiếng Trung chữ viết. Đi phòng chứa vơ vết một cái, mau trốn đi thôi. Diệp Tiểu Mộc không nói hai lời từ nhà vệ sinh đi ra, một chút từ bảng số phòng bên trên
tìm được phòng chứa đồ. Đi tới cửa không có khóa, đẩy một cái liền mở ra. Trong phòng tia sáng rất tối. Diệp Tiểu Mộc mở đèn lên, nhìn thấy bên trong khắp nơi chất đống lấy hồ sơ, văn bản tài liệu, còn có từng đài máy tính ở bên trong phòng. Ở bên trong, trong phòng kế tựa như là cái đồ ăn phòng chứa. Bên trong có tủ lạnh. Diệp Tiểu Mộc quá khứ mở ra tủ lạnh, tìm được mấy trăm vaccine, còn có một số chân không đóng gói đồ ăn, bánh mì lạp xưởng hun khói cái gì. Diệp Tiểu Mộc thật là có điểm đói bụng. Hắn không biết trò chơi này bên trong cảm giác đói bụng là thế nào tới. Thế là trước ăn no một trận, đem còn thừa, dư thừa toàn bộ cất vào trong túi sách. Lại cầm mấy bình nước lọc. Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, chương 3237.